Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Hiệp đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với một cái clip thử thách với Dung. Hello. Đây là một cái thử thách, nó không cũ mà cũng không mới. Từ trước này nó vẫn là một thử thách rất là hay đối với mình. Thì đây là thử thách đoán tên bài hát chỉ với một giây thôi. Ta sẽ bắt đầu luôn bây giờ nhá. Thôi cứ cho như là hòa đi vậy. Nói chung là nó khó đoán không? Khó đoán là ai là người có câu trả lời trước. Là sao phải thêm tên nhóm nhạc? Blastweed là BTS. What the hell? Blastweed là BTS. BTS. Đấy, đoạn như này là phải đoán được luôn. Never ever, not even. Eo, quá đáng không? Kiểu đấy để mình đang giải thích luật chơi ra một. Ơ thôi. Bùm bùm. Bèm. Bùm bùm bèm. Bèm. Bèm nhở? Em định cho anh nhớ. Không, em bảo bùm bùm. Bùm bùm là bài gì vậy? Cần gì anh, phải nhớ. Roller coaster, Trung Hoa. Eo mình biết mà mình kiểu cái mồm mình nó Cùng mình baby, EXO! EXO! Nani? Ok. Ôi, tại sao mình lại nhớ sang Cùng mình baby nhỉ? Hey boy. Cái gì nhỉ? Của Twice à? Oh, it's a yes. Không, nó đã hiện ra cái đấy trong tính rồi, quá muộn rồi. Đấy, phải đoán được những cái lúc như này này. Đoán đi. Không thích đoán. Để câu sau đoán được mà. Nhường. Đấy, bài này mà không biết. Đó, anh không biết đọc phát âm tiếng Anh từ kia rồi. Oh my god. Thì ho. Limitless NCT. Bài này của Cut ấy. Hola hola, hola hola. Hola hola, Cut, đúng rồi. Đúng chuẩn. Ôi sao mình đáng giỏi ấy nhở? Energetic 101. Câu này quá dễ để nói. Nhường. Nhóm nhạc. Nhóm nhạc cũng dân mà trái nhẹ không biết bài này là bài gì. Không muốn đoán à? Không phải cậu. Nhường à? Ừ, cảm thấy tốc độ của mình không đủ nhanh thì thôi mình nhường. Ơ ừ, đoán đi. Peping. Không biết bài gì. Hả? Epic thật à? Ờ, nghe thế là biết Epic mà. Không nhớ là Mitachu hay là No hay là L-O-V-E-U. Starry Night. Starry Night Mamamoo. Em nói chưa? Ủa, anh đọc. Em nói trước rồi. Anh được 0,5 điểm vì anh đọc tên nhỏ. Nếu bố mày chỉ xin 0,25 điểm thôi đó. Thôi, không, 0,25 điểm đấy. Đón đi. Mời đấy. Đây xích à? Chưa nghe mày thấy không? Chưa nghe mày đấy bao giờ? Fan của Shiny gần 10 năm rồi. Chưa nghe mày đâu. Thôi tôi không nghe. Tôi không thấy. Boss, NCT. NCT một bao nhiêu chứ? NCT U. Đấy nhá, anh cũng phải được 0,25 điểm bởi vì nhắc em fix lại rõ ràng tên của cái nhóm đấy một cách chính xác. Thôi lần này mình thua bet gì này à? Heroin. Sumi. Ôi anh xong chưa? 0,25 điểm. Ơ ừ, không. Đoán tên đá được 0,75 đúng không? Ơ ừ, em lấy 0,25 điểm. Tại sao mình có một cái Sumi không nói luôn nhỉ? Ơ ừ, đoán đi bài gì? Ơ ừ. Đoán đi. Tại sao biết được không? Mày đoán đi. Anh đoán đi. Anh biết bài đấy. Nói đi. Cho anh 5 giây. 5,2,1. Bình tĩnh. À, Love Like This, SN501. Ui, nói chung là các bạn thấy là cái phần thi này xem ai mình là người xứng đáng áp đảo. Nghĩa là người ta nói là chiến thắng không phải bằng điểm số mà là chiến thắng bằng cái gọi là cái tinh thần chơi. Các bạn có thể thấy xem ai là một người mà một cái tinh thần chơi rất là tốt đúng không? Đấy là người chiến thắng. Nó cũng như là đi thi đại học đấy thôi.
không phải cứ điểm cao là các bạn học giỏi đâu, mà các bạn phải cần có một cái sự may mắn và các bạn cố gắng nữa là được. Nào, nói chung là thông qua clip này mình cũng mong các bạn đang chuẩn bị thi đại học sẽ có một kết quả tốt. Do là lần này chưa được chuẩn bị cho tốt nên là mình vẫn chưa nghĩ ra là phần thưởng với cả hình phạt cho người thắng và người thua, vậy nên là mong là các bạn sẽ để ở dưới phần comment. Mình có thể gợi ý một hình phạt. Gợi ý đúng rồi, mình rất mình recommend phần hình phạt hơn. Nếu mà hình phạt nó sẽ vui hơn. Phần thưởng khó lắm, mình nghèo mà mình đéo tiền mà thưởng. Nói chung là nếu mà có một phần một hình phạt thì tặng hình phạt là tắt cái. Mình đánh gãy mình bửa cả ngón của nó.